Xin kính chào quý vị và các bạn. Thì hôm nay tiếp tục đến nhà của anh Minh để quay giới thiệu cho quý vị và các bạn một lô mai đế đẹp nha. Rồi chào anh. Chào anh Tuyết. Chào cô chú anh chị em đam mê mai vàng trên toàn quốc nha. Hôm nay em có một số phôi mai giao lưu cùng cô chú anh chị em. Thì địa chỉ em cũng y như cũ ha, Tân Mỹ Chánh, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang. Thì số điện thoại em cũng để trên phần miêu tả của anh Tuấn ha. Thì cũng cảm ơn cô chú anh chị em cũng đã ủng hộ em trong những thời gian qua mấy clip trước ha. Nay em chỉ còn mấy cái phôi. Quay lên giao lưu cùng cô chú anh chị em thì xem được lô nào ủng hộ em nhanh cô chú anh chị em. Mặt hàng này xếp toàn quốc. Rồi, báo phí luôn. Rồi. Để nào quý vị thấy không? Để đẹp không ha. Rồi, chiều cao luôn á. Chiều cao rồi, hả? Thước kìa. Lấy gan, lấy thước. Đây đây. Tính chờ lấy gan rồi. Đo gan. Rồi 70 anh em ơi. Rồi 70 cao. Mặt hàng này mình xả phôi luôn rồi anh em. Anh em trồng nó an tâm sống ha, bao sống, bao ship. 18 của anh. Rồi 18. Rồi xây xây luôn. Đo cũ luôn ra làm rồi. Cái trời ơi cũ nó vàng hơi. 29. Rồi xây xây luôn anh. Tay cành này quý vị. Cành đều ha. Đây cành đều anh em ơi. Để đều luôn. Đó. Giao luôn nhiêu anh? Cái này hả? Cái số 1 hả? Giá 500 ngàn. 500 giá yêu thương. Quý vị thích chốt liền. Còn quý vị mà có chốt nguyên cái lô này đó quý vị cũng alo sớm sớm ha. Giá, giá yêu thương. Nguyên lô thì giá sỉ nha. Dạ. Chấp quyền lô giá sỉ anh em ơi. Rồi xuống cây. Rồi mã số 2 luôn. Lên luôn. Cây số 2. Rồi cao luôn anh. Rồi 70 luôn anh em ơi. Rồi cao 70. Rồi vô hoành luôn anh. Hoành cũng 18 có hơn anh em ơi. Rồi xe xe luôn 18 hơn. Để luôn quý vị. Thấy cũng đẹp ha. Rồi vô luôn như anh. Này hả? Dạ. Rồi 450 thôi anh em ơi. 450. Rồi xuống cây. Bây giờ mình số 2 nha anh em. Dạ. Rồi. Xếp toàn quốc luôn, 450 can. Rồi, lên mã số 3 luôn. Rồi cao luôn anh. Chiều cao 1 mét. Rồi hoành luôn. Hoành 18. Rồi xe xe luôn anh. 18 hoành những cái gì tại cành đều luôn ha. Rồi để đây. Để sổ anh em ơi. Để rồi dựng đứng hết đi nơm. Số 3 này mình giao luôn nhiêu đây anh? 450 luôn. 450 luôn. Giá yêu thương quá ha. Rồi. Mình xuống cây. Mã số 3. 450. Rồi. Lên đem tiếp theo luôn. Số 4. Mấy cây này nó đế sổ không nha anh em. Để tính ra nó cũng cả tấc mấy á. Để đẹp đẹp không dạ. Ha. Anh em xem kỹ những bộ đế sổ. Rồi, cao luôn anh. Chín mươi anh em ơi. Rồi hoành luôn anh. 16 có hơn anh em ơi. Rồi xe xe quý vị xem tay cành ha. Ừ. Để luôn. Nói chung là cây này anh em để ý ha, để cây nào đế cũng sổ cũng tất sổ hơn, sổ tất mấy tất ha. Dạ. Anh em về trồng đắp mô lên ha. Mạnh cái sổ ra. Dạ. Cho luôn như anh. Đắp mô lên tưới cho tuột xuống ăn sổ cái gì á. Cái này á, cây số 4 450 luôn anh em ơi. 450 luôn. Dạ. Trời cũng giấy thôi. Ví dụ quý vị đắp mô vô trồng chăm sóc mạnh cái quý vị xịt 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 cái sổ lại. Để đế ra. Rồi xuống cây luôn. Rồi mã số 5 lên luôn. Rồi, cao luôn. Chín mươi anh em ơi. Rồi quanh luôn anh. Tay cành đẹp ha. 19 anh em ơi. Rồi 19 quanh. Rồi xoay xoay luôn. Tay cành đều luôn. Đưa máy sát cho anh ra tược á. Để anh em nói nhiều khi phôi nguội phôi gì đây nè. Anh em thấy cái như nó đâm chồi rồi hết nè. Như này nè. Nè anh em thấy không. Nó đâm nứt. Nứt mấy u hết rồi.
Rồi. Đây là anh Tuấn. Để anh em cỡ này là mình xếp cho anh em nó an toàn ha, chính ra lá dài quá xếp nó cũng hay dễ dập lá. Rồi, để luôn ha. Rồi, để sổ luôn. Rồi, cho luôn như đây anh. Cây số 5 này 450 luôn anh em ơi. 450 luôn. Khá yêu thương quá ta. Mấy cái này mặt hàng em quay lên nói để bán chứ không phải nói để trồng nữa anh em ơi. Nên là nói là để bán thôi chứ không để trồng. Đây nè anh em ơi. Cái rồi, mã số 6 ha. Mã số 6 luôn. Rồi, cao luôn. Cao ha. Rồi, cao 95 anh em ơi. Rồi, hoành luôn anh. Hoành 15 có hơn anh em ơi. Rồi, 15 hơn. Rồi, xoay xoay luôn. Chia cành đều ha anh em. Cây này giống như cây mắt trút anh em ơi. Nè, nó dắt dắt vô ha. Hơi dạ. Nó giống như mắt trút là nhẹ. Dạ, mắt trút là nhẹ. Rồi, để đây. Cũng đều ha. Dạ. Rồi, giao luôn như đây anh. Cây này chi tàn đều quá. Thôi 450 luôn anh em ơi. 450 luôn ha. Dạ, 450 luôn. Chi tàn đều giót đọt luôn. Rồi, xuống cây luôn. Đi vô. 2, 4, 5, 6. Cây số 6 nha anh em. Nói một giá cho dễ nhớ. Rồi, mã số tiếp theo luôn, số 7 luôn. Ghi vô anh đây. Để hồi quên số anh đây. Cái số 7. Rồi ghi vô liền. Số 7. 450 luôn. Rồi ghi giá sẵn luôn. Được. Đó, vậy đó, cho nó nhanh. Rồi, cao rồi, luôn ha. Mời anh em vào xem. Rồi, cho chiều cao với hoành cái mình sẽ xây cái mình báo giá cho quý vị ha. Chiều cao 60 anh em ơi. Rồi, hoành luôn. Hoành 15. 15 đúng rồi. Để đây. Để sổ luôn. Khỏi đi. Khỏi luôn. Chi cành đều anh em. Giá thì có sẵn ha. 450. Rồi, 450 luôn. Rồi dễ nhớ. Rồi, tiếp tục mã số 8 luôn anh. Cây số 8. Mã số 8. Ghi vô. Cái số nó phải ghi bự bự lên. Giá luôn. Giá tiền ghi nhỏ nhỏ thôi cho người ta đừng thấy. Rồi. Rồi, 450.000 luôn mình thấy rồi đó. Rồi, cao 70. Hoành 18 có hơn anh em ơi. Rồi. Này nó như vậy đó. Nó đâm mấy cái mắt rồi hết luôn nha anh em. Rồi, xuống đế luôn ha. Rồi, giá 450.000 ha. Rồi, rồi số 8, 450.000. Rồi, lên số 9 luôn. Rồi, cái số 9 anh em ơi. Ghi số vô anh, ghi số giá luôn. Để hồi quên. Số 9. Giá luôn. Khoanh, khoanh, khoanh. Rồi, chiều cao luôn, đây cạnh cũng đều quá nha. 85 anh em ơi. Rồi, xuống hoành luôn. Hoành 17 có hơn. Rồi, nhìn đó là 18 ha, nè, xây xây luôn. Để luôn, có giá ghi sẵn luôn. Đó, mã số 9. Để nó còn dưới này anh em. 450.000 ha. Rồi, 450.000 luôn, cây số 9. Xuống cây. Rồi, lên số 10 luôn. Rồi, cái số 10 anh em ơi. Rồi. Chiều cao. Chiều cao 50. Rồi. Hoành. Này chơi bonsai được anh em. 18 hơn. 18. 18. Cái số 10. Rồi, ghi vô. 10 rồi. Cho giá luôn, 450 luôn. Rồi, 450.000 luôn. Rồi, anh em xem lại nha anh em. Nó có đâm chồi hết rồi anh em ơi. Trời, nó cũng đặt hết trơn này ha. Dạ, đặt lừ hết luôn rồi. Ở này xếp cho anh em là an toàn nhất, nó không gãy. Nó nhạt hết trơn rồi. Rồi, xuống đế luôn. Rồi, đế sổ luôn anh em. Rồi, 450.000 số 10. Rồi, xuống cây. Số 10, 450. Rồi, lên 11 luôn.
K11. Trời ơi, chưa dán ký hiệu cho nó. Rồi, cây số 11 anh em ơi. Cao luôn anh. Cao 70. Rồi, 70 cao. Rồi, hoành luôn. Hoành 15 có hơn. Rồi, 15 hơn. Gần 16. Rồi, giá 450.000. Cây số 11, 450.000. Xuống cây. 12, lên luôn. Đó, còn nhiêu đây nữa là hết rồi quý vị. Cây 12 anh em ơi. Rồi, mã số 12. Có bông ha, bông bự dưới ha. 95. Rồi, 95. Bông hết sức to luôn. Quanh. Quanh 16 có hơn. Rồi, bông chản ha. 7 cánh. Này có bông cho giá nó hơi cao chút anh ơi, 500k. Rồi, tại cành đẹp mà. Rồi. Cây số 12 nha anh em. Rồi, để đây quý vị, mã số 12 500.000 ha. Rồi, quay chậm chậm luôn, chia cành đều nè anh em. Rồi, xuống cây luôn. Rồi, 12 giá 500.000. Rồi, lên 13 luôn. Nhìn luôn lực cây quá ha. Rồi, cao luôn anh. Nhớ ghi mã số giá tiền vô luôn để hồi quên. Mã số 13. Cây số 10, 14. Mấy? Ý 13. 13. 13. Giá 550, báo giá cho anh em luôn. Rồi, cao luôn anh. Rồi, cao 85. Rồi, hoành luôn. Hoành 18 có hơn anh em. Rồi, giá thì có đã ghi sẵn hàng rồi. Xây luôn, để đây. Để nôm nha anh em, sổ khúc luôn. Giá thì 550.000. Giá 550.000. Rồi, xuống cây luôn. Rồi, lên em 14 luôn. Rồi, mã số 14. Rồi, chiều cao luôn anh. Chiều cao 85. Rồi, vô hoành luôn. 85. Hoành. Hoành 17 có hơn. Rồi, 17 hơn. Cây số 14 này giá 550.000 anh em. Rồi, 17 ha. Rồi. Rồi, 14 giá 550.000. Rồi, xuống cây. Rồi, lên 15 luôn. Cây số 15. Rồi, mã số 15 quý vị. Rồi, cao luôn anh. Chín mươi anh em ơi. Rồi, cao 90. Rồi, hoành. Hoành 19 có hơn anh em ơi. Rồi. Cây số 15 này giá 550.000 quá anh em ơi. 550.000. Đế ngon, đế đã ghê, đều hết luôn. Xuống cây. Rồi, lên 16 luôn anh. Đó, lùng lực. Rồi, mã số 16. Rồi, cao luôn. Chiều cao 65. Rồi, 65. Hoành. Hoành 18 có hơn. Rồi, xe luôn anh. Hoành là 18 hơn ha. Đế sổ luôn nha anh em, cây nào mà dạng mai thì toàn đế sổ không nha anh em. Rồi. 15. Được 15 ha. Để quý vị. Cây rồi. Số 16 này giá 550.000 quá anh em ơi. 550.000. Rồi, xuống cây luôn. Rồi, lên 17 luôn anh. 17 này đẹp ạ. À. Đế đẹp ạ. À. Sổ rồi. Luôn, đế nơm đi đứng luôn. Rồi, đi vô. 17 ha. Số 17. Rồi, chiều cao luôn anh.
chiều cao 82. 82, hoành luôn. Hoành 20 có hơn anh em. Rồi, chút thước luôn. Để luôn. Để sổ dựng đứng luôn. Cũng đẹp ha. Cây số 17 này cũng giá 550.000 anh em ơi. Rồi, 550. Nói để bán luôn anh em ơi. Cây luôn. Kêu giá để bán luôn, chứ phải kêu giá để trồng. Rồi, mã số 18 ha. Cây số 18. Ghi vô luôn. Rồi, chiều cao luôn anh. Cái mặt hàng này nó 550.000, nó lớn hơn cái đợt trước nha em, đợt nãy nha. Rồi, 88 anh em ơi. Rồi, 88. Rồi, hoành luôn. Hoành 19 có hơn anh em ơi. Rồi, tính 19 đi. Rồi, xe xe luôn anh. Trà lá đầm chồi hết ha. Rất là mạnh ha. Rồi, để luôn. Rồi, giá bên kia. Dạ, yeah. Rồi, 550.000. Rồi, xuống cây. Rồi, mã số 19 luôn. 19 em này có cái củ duyên quá. Anh em cứ canh có động giá nha anh em. Anh em cứ canh lựa cây đẹp đẹp anh em chốt nha. Còn cây xấu gì mình trồng lại cũng được nữa. Đẹp bán xấu để trồng anh em ơi. À, lại tới vườn của anh mà, của anh mình ấy, cây nào trồng là cây đó xấu. Dạ, đúng rồi. Bán được rồi xấu không ai mua trồng lại thôi. Rồi, ghi vô, ghi mã số vô, nó nói hồi quên. Thấy chưa, quên nữa. 19 anh em ơi. Rồi, 550.000 luôn. Rồi, chốt liền quý vị. Khỏi cần đâu hoành báo giá gì hết, có cái củ tròn tròn dưới chốt luôn đi quý vị ơi. Rồi, 90. Đó. Giá có sẵn nè. Tay cành đẹp nè. Rồi, 19 luôn. Đó, cái lá này như lá xài, nó bự. Anh em nhanh tay chốt cái này luôn đi anh em ơi. Lá này bự như lá xài. Tiền xếp, lá cây này mà tiền xếp không hết trăm mấy rồi đó. Đây đây, cái củ nè. Đó, cái củ hả? Luôn ha. Hay ha. Để thì xe tứ diện luôn. 550.000 rồi, xuống cây. Xây hoài. Rồi, mã số 20 luôn. Rồi, cái số 20 cũng một cái cũ nữa luôn. Rồi, cao luôn anh. Thước kia. Rồi, 88. Rồi, hoành luôn. Em này cũng cũ tròn tròn giống như em vừa rồi. Hoành 17 có hơn. Rồi, đây một cái cũ nữa anh em. Cây 19, 20 này nó cũng ná giống cặp đó anh em. Cái này 20 này. Để sổ anh em về thích, không thì cắt đế treo rồi bỏ anh em. Để vậy anh em về muốn cắt thì cắt ha. Rồi, giá cũng là 550.000 luôn. Rồi, 550.000. Rồi, xuống cây luôn. Rồi, lên 21 luôn anh. Lùng lực luôn anh em ơi. Rồi, ghi vô, để quên. 21. Rồi, cao luôn anh. Nói gì thang, tay cành cũng đẹp quá nè ha. Con số tay cành dư mình cắt bỏ luôn á. Rồi, 70. Rồi, hoành 10. 19 ha. 19 ha, đo lại cho chắc. Đo lại chắc, đo cao lên. Hoành 18 anh em ơi. Rồi, 18 chắc luôn. Rồi, xem kỹ ha. Hoành chi kịch làng ha. Rồi, để luôn. Để dư cắt bỏ luôn ha. Con này không có dư anh. Đâu có dư. À, này hả? Mấy đây nè. Đây em đi trồng rễ nè. Ờ, à, đúng rồi. Rồi, 550.000 cho cây số 21 anh em ơi. Rồi, xuống cây luôn. Rồi, mã số 22, mã số cuối clip ha. Chưa anh. Chưa hả? Hết. Ủa, còn rồi, cây 22 là cây cuối clip. Cây kia cái rồi. Dạ. Rồi, ghi vô anh. Số 22. Số 22 này cuối clip cho dễ nhớ đi, 500.000 thôi. Nãy giờ chưa có nào 500 á. 450 sao? Nó không có 600 luôn, 550, 450. Con này 500 nè. Bán muốn cho giá nhiêu cho à? Rồi, chiều cao luôn.
Rồi chiều cao 60. Rồi vô hoành luôn anh. 18 có hơn anh em ơi. Rồi xe xe luôn. Cây cuối clip giá 500 ngàn. Để cũng đều ha. Cây này chứ cũng đẹp chứ. Rồi xuống cây luôn. Rồi cảm ơn quý vị rất là nhiều đã dành thời gian theo dõi đến kết thúc clip ha. Thì trong quá trình xem, quý vị thích cây nào hoặc là thích nguyên cái lô này thì cứ mình dạng alo anh Minh nha quý vị. Số điện thoại của anh Minh thì bên trên tiêu đề nha quý vị. Rồi xin chào và hẹn gặp lại quý vị mình clip sau.